là sao? Sao là tượng trưng cho đôi mình. Đôi mình ở trên đỉnh núi và có ngôi sao. Ngôi sao tỏa sáng ở trên đỉnh, tức là tên của mình là Mãi Đỉnh. Mãi Đỉnh, Mãi Đỉnh. Muốn tới một cái tên đó chính là Pink Sitting with love. Sitting with love. Chúng tôi tới đây là để chiến thắng, chúng tôi chưa để thua ai bao giờ, cùng lắm là không phải bé thôi. Sai, sai. Tập trung đi các bạn. Ủa sao? Everybody to come here today for Oakley's sitting year birthday anniversary. You know, I would like to take this moment. Thank you, you all, Oakley and Molly's employees, for your hard work. With your hard work, we are still strong enough to stand to. We still offer the pay rate for some group of engineers. We still transfer the salary on early, not on time, early, you know, and you know, we still okay, good in good shop in next until next year. So that's good thing for one place. We need your help, we need your contribution, we need to work hard to work together. That's what we are celebrating for today.